Thưa quý vị và các bạn, như vậy là giải bóng đá siêu phủi Nam Định League năm 2017 đã trôi qua được 2 vòng đấu. Và để cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về một trong những giải đấu lớn của Thành Nam chúng ta, thì ngày hôm nay bản tin bóng đá Nam Định chúng tôi có mời đến chương trình ông Vũ Mạnh Cường, chủ doanh nghiệp Linh Trang, đơn vị đứng ra xin đăng cai tổ chức giải siêu phủi năm 2017. Và xin chân thành cảm ơn ông Vũ Mạnh Cường đã đến với chương trình của chúng tôi. Lời đầu tiên chúng tôi muốn có một câu hỏi cho đại diện của doanh nghiệp Linh Trang là ông có thể cho biết những cái cảm xúc của mình sau 2 vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá siêu phủi Nam Định League năm 2017 được không ạ? Tôi rất mừng vì là được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cho giải đấu. Còn về phong cách thi đấu của các đội bóng, cảm thấy rất hài lòng vì họ để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ, đặc biệt bộ đội Bánh Kẹo Đại Thắng. Như các giải đấu khác các bạn đã biết, so với giải đấu này họ đã lột xác, thay đổi hoàn toàn về phong cách lối chơi để lấy lại hình ảnh trong lòng người hâm mộ. Đấy là điều tôi hài lòng nhất và cũng là đáng tuyên dương nhất trong giải đến thời điểm hiện tại. Em mong mọi người ủng hộ Bánh Kẹo Đại Thắng để họ phát huy tốt hơn về lối chơi đẹp như hiện nay. Còn về trọng tài thì tôi chỉ muốn mọi người lưu ý là khi đứng trên sân, trọng tài chịu rất nhiều áp lực từ người hâm mộ cũng như các đội bóng. Đến trọng tài thế giới còn đang cực nhiều sai sót, không thể tránh được những sai sót, mong mọi người hiểu thông cảm, không nên gây áp lực quá trọng tài để trọng tài có thể công tâm dẫn dắt trận đấu. Về chất lượng trận đấu thì đến thời điểm này là rất tốt. Nói chung là đến thời điểm này tôi rất hài lòng về các tổ trọng tài, các đội bóng đã thi đấu rất ấn tượng. Thưa ông, là cho đến thời điểm này thì khán giả Thành Nam đang rất ghi nhận về sự cố gắng và đặc biệt là công tác tổ chức của ban tổ chức. Tuy nhiên thì một trong điều ấn tượng trong những ngày vừa qua đó là việc ban tổ chức đang chống chọi lại với điều kiện thời tiết ở trên sân. Và ông có thể cho khán giả biết thêm về vấn đề này. Chúng tôi tổ chức giải là để thể hiện niềm đam mê cũng như đóng góp một phần nhỏ bé vào nền phòng bóng đá phong trào Nam Định. Và với tư cách là đơn vị đăng cai tổ chức thì chúng tôi phải có trách nhiệm những gì mình đang làm. Giải siêu phủi năm 2017 là một giải đấu dài, không thể để thời tiết ảnh hưởng nhiều đến giải được. Mà chúng tôi không thể thích thì làm, không thích thì làm. Thì trời mưa thì chúng tôi sẽ làm mọi cách để khắc phục nền sân, để giữ cái lộ trình của giải đi theo đúng kế hoạch. Chứ còn nếu như trường hợp là bất khả kháng, trời mưa to mà đến sát giờ đấu rồi vẫn mưa thì chúng tôi phải chịu. Cái mục đích của ban tổ chức là phục vụ khán giả là chính. Vâng, nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là tại sân vận động Quảng Trường Bình có một hình ảnh khá ấn tượng. Đó là trước khi các trận đấu của giải diễn ra thì ban tổ chức đã phủ bạt khắp mặt sân để chống mưa. Thì ông có thể cho biết thêm về cái vấn đề này. Đây tất cả chỉ vì đam mê. Bây giờ hai là mỗi lần người hâm mộ ra sân thì là nguồn động lực lớn cho chúng tôi. Nên chính vì thế là chúng tôi vượt qua thời tiết hay mọi khó khăn để mà ra sân, để mà làm đẹp bề mặt sân cho các cầu thủ thi đấu đúng giờ. Chúng ta vẫn thường nói là phòng hơn chống. Thế nên là mỗi khi thấy cơn mưa chuẩn bị ập đến là chúng tôi sẽ cho người ra trải vạt, để khi mỗi khi tạnh mưa xong chúng tôi đỡ vất vả hơn về cái khâu khắc phục bề mặt sân. Và cho đến thời điểm này thì ông có thể cho khán giả biết thêm về chất lượng của 12 đội bóng tham gia giải bóng đá siêu phủi cũng như công tác điều hành của ban tổ chức được không ạ? Năm nay thấy 12 đội bóng đến thời điểm tại là thi đấu rất tốt, phong cách thi đấu rất đẹp và tuân thủ đúng mọi quy định của ban tổ chức đề ra. Còn về ban tổ chức cũng như trọng tài sẽ cho người giám sát từng trận đấu. Bóng đá phủi thì cũng khác bóng chuyên nghiệp nên đôi khi những tình huống nhạy cảm trên sân hay những sai sót, ban tổ chức hoặc là người giám sát có thể tạm ngừng trận đấu để hội ý với trọng tài để đưa ra quyết định đúng đắn. Vậy thì cho đến thời điểm này, sau những trận đấu của vòng 1 và vòng 2 thì ban tổ chức và giám sát trận đấu đã phải dừng trận đấu lần nào chưa ạ? Sau vòng 1 và vòng 2 là ban tổ chức cũng may mắn là chưa phải dừng trận đấu lần nào. Đấy là một điều rất đáng mừng. Cho đến thời điểm này thì lượng cổ động viên về với giải bóng đá siêu phủi Nam Định League năm 2017 tăng lên từng ngày, từng vòng. Vậy thì ông và ban tổ chức đã có cái sự chuẩn bị và giải pháp gì cho công tác an ninh sân bãi chưa? Về an ninh trên bãi thì chúng tôi có sự hỗ trợ của công an phường Trần Đạo. Ngoài ra trên loa phóng thanh chúng tôi cũng cho tuyên truyền là để tự bảo quản hành lý, xe cộ của mình và cũng không để xe dưới lòng lề đường ảnh hưởng giao thông. Ngoài ra chúng tôi cũng có tiểu ban riêng đang hoạt động với tần suất rất cao để bảo vệ an ninh.
an ninh sân bãi. Thế còn công tác y tế của ban tổ chức mùa giải năm nay thì cho đến thời điểm này ông có tỏ ra hài lòng không ạ? Mình rất hài lòng với tiểu ban y tế. Vâng, một cái câu hỏi rất ngắn mà tôi muốn dành cho ông đó là ông chờ đợi gì ở cái giải đấu siêu phủ Nam Định League năm 2017? Tôi chờ đợi một giải đấu thành công, chờ đợi những trận đấu phong cách đấu đẹp và những bàn thắng đẹp, và chờ đợi là giải sẽ có được tổ chức lần 2, lần 3 và quy mô hơn. Và tôi cũng muốn để chứng tỏ là Nam Định là một cũng có vị thế là bóng đá phong trào phát triển mạnh. Điều đặc biệt là tôi chờ đợi sự đồng hành của khán giả. Cho đến thời điểm này thì với vai trò là nhà tổ chức và là một trong những thành viên của ban tổ chức, thì ông có thể cho khán giả được biết là ban tổ chức đã gặp phải những khó khăn như thế nào? Nếu nói đến khó khăn thì chúng tôi gặp là nhiều vô kể luôn. Nhưng mà so với sự chờ đợi của người hâm mộ thì chẳng thấm vào đâu được. Và tôi xin khẳng định với anh và mọi người là chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn để không phụ lòng chờ đợi của người hâm mộ cũng như các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức giải này. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố đã đồng ý và tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức giải. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là xong buổi trao đổi ngắn với ông Vũ Mạnh Cường, chủ doanh nghiệp Linh Trang, đơn vị đứng ra xin đăng cai và tổ chức giải bóng đá siêu phủ Nam Định League lần thứ nhất năm 2017. Qua đó đã giúp cho các khán giả phần nào hiểu hơn về mục tiêu công tác tổ chức và những khó khăn mà doanh nghiệp Linh Trang cũng như ban tổ chức của giải bóng đá siêu phủ năm 2017 đã gặp phải trong công tác chuẩn bị giải cũng như là ở những vòng đấu đã qua. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong mỏi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể luôn tạo điều kiện và đồng hành cùng với doanh nghiệp Linh Trang cũng như giải đấu. Đặc biệt là các cổ động viên, chúng ta hãy về với sân nhiều hơn trong mỗi buổi chiều để giúp cho giải bóng đá siêu phủ Nam Định League năm 2017 thực sự trở thành một ngày hội lớn của người dân Nam Định và thực sự trở thành một trong giải đấu hàng đầu định kỳ ở những mùa giải tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.